Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 9 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Tân Thủ tướng nhận lời che chở cho Nguyễn Thanh Nghị. Nguyễn Tấn Dũng thở phào nhẹ nhõm. Có thể nói từ ngày mà ông Nguyễn Thanh Nghị bị kiểm điểm rồi sau đó bị giáng xuống chức làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng thì lúc đó sự nghiệp chính trị của gia tộc Nguyễn Tấn Dũng đang trong tình thế rất nguy hiểm. Thế lực của Nguyễn Tấn Dũng cải lại Bộ Chính trị bị rơi rụng gần hết. Ông Đinh La Thăng thì tả tơi vì bị ông Nguyễn Phú Trọng hành cho ra bã. Ông Hoàng Trung Hải thì bị cách chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nội để chuyển về làm phó ban văn kiện của Đại hội 13 thì xem như ông Hải cũng hết cửa. Nguyễn Thiện Nhân một thời được Nguyễn Tấn Dũng nâng đỡ cũng đi hàng hai ngả về phía ông Trọng để kiếm chiếc ghế Bí thư Tỉnh ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Hơn nữa, Nguyễn Thiện Nhân cũng bị ông Trọng cho thay bằng Nguyễn Văn Nên vì ông Trọng thấy không an tâm với con người đi hàng hai như Nguyễn Thiện Nhân này. Chỉ còn lại bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nhưng bà Ngân thì lo thân mình còn không xong, nói gì kêu mang được ai. Phần vì bà cũng là phận nữ nhi, cùng lắm là ngả về phía ba Dũng để nương theo sức mạnh ông Dũng mà tiến thân, chứ bản thân bà không có khả năng khuynh đảo chính trường Việt Nam. Đây là hình ảnh vào tháng 8 năm 2020, Nguyễn Thanh Nghị bị thuyên chuyển, lành ít giữ nhiều. Nói chung, lúc Nguyễn Thanh Nghị bị kiểm điểm vào tháng 8 năm 2020 và sau đó bị điều ra khỏi hang ổ Kiên Giang và được giáng xuống chức làm Thứ trưởng, lúc đó gia tộc ông Nguyễn Tấn Dũng dường như gần như không còn điểm tựa nào để bấu víu. Tất cả những nhân vật mà Nguyễn Tấn Dũng cài vào trước khi về hưu, kẻ thì bị triệt hạ, người thì chỉ lo an nguy cho bản thân. Điều đáng nói là khi thuyên chuyển Nguyễn Thanh Nghị, ý của ông Trọng là muốn đẩy ra ngoài chính phủ. Tuy nhiên, với quyền hạn của một trưởng ban tổ chức trung ương, thì ông Phạm Minh Chính đã cố hết sức lái Nguyễn Thanh Nghị về chính phủ, nơi mà có thể sau này ông Chính sẽ làm thủ tướng. Lúc đó, Phạm Minh Chính chỉ giúp Nguyễn Tấn Dũng được đến như thế, không thể giúp được nhiều. Bởi vì khi đó, Phạm Minh Chính chưa thể chắc chắn là được đương kim thủ tướng. Nguyễn Xuân Phúc khi đó đẩy ông ta ra khỏi chức vụ của mình và giành lấy được. Nói chung, lần thuyên chuyển đó đối với gia tộc Nguyễn Tấn Dũng và đối với Nguyễn Thanh Nghị nói riêng là anh lành ít giữ nhiều. Và dường như dư luận cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng đã cầu trời suốt 2 năm qua. Nguyễn Thanh Nghị về làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng mà không biết người xếp tiếp theo của mình là ai. Vào tháng 10 năm 2020, lúc đó chưa có gì chắc chắn Phạm Minh Chính sẽ ngồi được vào chiếc ghế thủ tướng, còn hai hội nghị trung ương nữa mới ngã giá xong cục diện tứ trụ. Ông Phạm Minh Chính rất mạnh, tuy nhiên để một bí thư trung ương đảng, biên ban bí thư mà đánh bật được đương kim thủ tướng ra khỏi ghế thì có thể nói là rất khó. Lúc đó, ông Phạm Minh Chính không chỉ đá bật ông Nguyễn Xuân Phúc mà còn phải loại hai người khác trên đường đua chiếc ghế thủ tướng, đó là Trương Hòa Bình và Vương Đình Huệ. Nói chung, ông Chính phải loại được ba đối thủ thì mới làm thủ tướng cho được. Át hẳn, ông Dũng đã cảm thấy số phận của gia đình ông chưa bao giờ mong manh đến như thế. Phạm Minh Chính đã đấu với ba người khác thì ông Chính chỉ có 25% chiến thắng. Và nói chung, khi đó cũng khá mong manh. Dân gian thường nói, khi người ta đánh bạc bằng cách gieo đồng tiền, mặt có nghĩa là 50% khả năng thắng, 50% khả năng thua, thì người ta còn không an tâm về cửa thắng. Huống hồ, ông Nguyễn Tấn Dũng đang đặt cược tương lai của con trai mình vào Phạm Minh Chính với khả năng chiến thắng chỉ có 25% như vậy. Vì vậy, nên có thể nói, sau khi đặt cược, ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ còn biết cầu trời. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc không đủ khả năng che chở cho Nguyễn Thanh Nghị. Thực ra, Nguyễn Xuân Phúc cũng từng là thân cận của Nguyễn Tấn Dũng. Theo lý mà nói, thì nếu ông Phúc ngồi lại ghế thủ tướng một nhiệm kỳ nữa, thì ông Phúc có thể tạo điều kiện cho Nguyễn Thanh Nghị. Tuy nhiên, không ai hiểu ông Phúc cho bằng ông Nguyễn Tấn Dũng. Ông Phúc không có bản lĩnh, là người rất dễ gió chiều nào ngả theo chiều đó. Nên dù có nhờ cậy thì ông Phúc, số phận của Nguyễn Thanh Nghị sẽ không được đảm bảo, vì ông Phúc không có khả năng ngăn cản ông Nguyễn Phú Trọng thọc tay vào chính phủ xử lý Nguyễn Thanh Nghị. Và cuối cùng, điều đặc biệt đã xảy ra, bất lực và vỡ òa. Như vậy, có thể nói, giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2020, ông Nguyễn Tấn Dũng đã bất lực. Nguyễn Thanh Nghị về Bộ Xây dựng ngồi tạm, chờ may mắn.
Trong lúc đó, ông Phạm Minh Chính bận đấu đá ở cung đình nên không thể can thiệp gì nhiều cho ông Nghị, mặc dù ông Chính là trưởng ban tổ chức Trung ương, ông đủ quyền lực để định hướng cho ông Nghị chuyển đến nắm bộ trưởng chứ không phải là thứ trưởng như thế, vì Nghị là đương kim ủy viên Trung ương Đảng. Ông Nguyễn Tấn Dũng vốn là ủy viên Bộ Chính trị nên ông đã hiểu nguyên tắc đấu đá trong phạm vi tứ trụ. Mâm này chỉ có 18 ủy viên Bộ Chính trị tham gia mà thôi, và thông tin bị bít kín hết mọi lối. Việc họ đóng cửa đấu nhau như thế nào, ngay cả ông Dũng cũng bất lực, đợi họ đấu xong thì những người thân thuộc mới báo cho biết. Một khi cuộc đấu chưa xong thì ông Phạm Minh Chính có báo cho ông Nguyễn Tấn Dũng cũng bằng thừa, vì ông Dũng cũng chẳng biết gì thêm. Đây là hình ảnh may cho Nguyễn Tấn Dũng là Phạm Minh Chính không đem số phận Nguyễn Thanh Nghị ra ngã giá với ông Nguyễn Phú Trọng. Mãi đến khi kết thúc Hội nghị Trung ương lần thứ 15 của Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, thì ông Nguyễn Tấn Dũng mới biết chắc Phạm Minh Chính đánh bại được 3 người còn lại. Lúc đó là vào ngày 17 tháng 1 năm 2021. Như vậy là từ ngày 25 tháng 8 năm 2020, ngày mà Nguyễn Thanh Nghị bị kỷ luật, cho đến ngày 17 tháng 1 năm 2021, là gần 6 tháng chờ đợi trong bất lực, chỉ vỡ òa sau khi ông Phạm Minh Chính chiến thắng. Trò chơi quyền lực vốn là như vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ lo được như vậy chứ không thể làm gì hơn. Nói gì thì nói, ông Nguyễn Tấn Dũng đã mất quyền lực kể từ năm 2016, nên quyền lực của ông bây giờ không phải là quyền lực nhà nước mà là quyền lực dựa vào mối quan hệ thân hữu. Trong khi đó, Đinh La Thăng thì đang ở tù, Hoàng Trung Hải thì mất chức, Nguyễn Thận Nhân thì vô năng, Nguyễn Thị Kim Ngân thì bất lực và cũng chuẩn bị về hưu. Ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ trông cậy được vào một mình Phạm Minh Chính lúc này mà thôi. Và chính trị chính là con dao hai lưỡi. Chuyện quan hệ nay là bạn mai là thù trong chính trị là hết sức bình thường. Tất cả những người làm chính trị đều vì quyền lợi của chính họ, chứ không phải vì quyền lợi của ai cả. Ngay cả Phạm Minh Chính thì rõ ràng Nguyễn Tấn Dũng đã từng là ân nhân của ông Chính. Nhưng trên bàn cờ chính trị không ai có thể chắc chắn ông Phạm Minh Chính sẽ không thỏa hiệp với đối thủ của ông Nguyễn Tấn Dũng. Vấn đề là ông Chính có để đủ tiềm lực để đứng một mình một tay hay không, chứ tiềm lực yếu thì thỏa hiệp là chuyện bình thường. Nói cho đâu xa, ngay cả khi Nguyễn Thiện Nhân cho thấy kết quả nhãn tiền, khi còn ở chính phủ thì Nguyễn Thiện Nhân mang ơn Nguyễn Tấn Dũng và được ông Dũng nâng đỡ nhiều. Tuy nhiên, khi làm chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì ông Nhân lại ngã về phe Nguyễn Phú Trọng để kiếm trác chiếc ghế bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi làm người ta đứng đầu thành phố, ông ta đã thỏa hiệp với Lê Thanh Hải và né tránh nhiệm vụ nặng nề ông Nguyễn Phú Trọng đã giao cho. Vậy nên, ông Nguyễn Tấn Dũng hiểu hơn ai hết bản chất của những người làm chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không có gì đảm bảo cả. Vẫn còn nghi ngờ đến sự an tâm của mình. Khi Phạm Minh Chính chiến thắng thì ông Nguyễn Tấn Dũng mừng thật nhưng vẫn còn rất lo. Bởi ông Dũng không biết thực sự chiến thắng của ông Phạm Minh Chính là do ông Chính tự đánh bại ba đối thủ kia hay là một sự thỏa hiệp nào hay không. Mà đặc biệt trong sự thỏa hiệp đó có liên quan đến số phận của Nguyễn Thanh Nghị. Như vậy, có thể nói, việc chiến thắng của ông Phạm Minh Chính sau Hội nghị Trung ương 15 chỉ cho ông Dũng 80% sự an tâm thôi, chứ chưa thể là 100% được. Vì biết đâu khi đặt điều kiện với ông Chính là ông Trọng đã phải nhả chiếc ghế chủ tịch nước cho ông Phúc nhằm tạo thế cho ông Chính, thì ông Trọng yêu cầu ông Chính phải loại Nguyễn Thanh Nghị thì sao? Đã là thỏa hiệp thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đấy mới là vấn đề làm nên 20% mối lo lắng còn lại của Nguyễn Tấn Dũng. Vì vậy, ông Nguyễn Tấn Dũng phải chờ đến Đại hội 13 với một chút lo nữa. Nếu ông Nghị bị loại khỏi Ủy viên Trung ương Đảng, thì trong thỏa hiệp với ông Trọng, với ông Chính, không có vấn đề Nguyễn Thanh Nghị. Còn nếu Nguyễn Thanh Nghị vẫn trúng cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa mới, thì xem như ông Chính đã không đem số phận của Nghị ra ngã giá cho chiếc ghế của mình. Và kết quả là vào ngày 1 tháng 2 năm 2021, ông Nghị có tên trong danh sách 200 ủy viên Trung ương Đảng. Và đến nay, ông Nguyễn Tấn Dũng đã trút đi được 20% lo lắng còn lại. Bây giờ, Nguyễn Thanh Nghị đã nắm bộ xây dựng dưới sự bao bọc của ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Nghị là Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Đến hôm nay, theo nguồn tin khả tín cho biết, ông Nghị có trong danh sách nội các của ông Phạm Minh Chính và sẽ trình Quốc hội phê duyệt vào ngày 8 tháng 4. Và việc này đã xảy ra và ông Nguyễn Tấn Dũng đã thở phào nhẹ nhõm.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm đê ngày hôm nay thứ Sáu ngày 19 tháng 4 năm 2021 với bản tin Tân Thủ tướng nhận lời che chở cho Nguyễn Thành Nghị. Nguyễn Tấn Dũng thở phào nhẹ nhõm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo chấm đê.